Ngày hôm qua thì tờ Mirror Football bất ngờ đăng tải hình ảnh Avram Glazer xuất hiện trước đại bản doanh của Hoàng gia Qatar ở London, và điều đó dấy lên nghi ngờ rằng Manchester United có thể được bán cho người Ả Rập. Cho đến hôm nay, thông tin này đang rầm rộ trên rất nhiều các tờ báo lớn, và ngay bây giờ, Random Football sẽ tổng hợp lại tất cả những luồng truyền thông xoay quanh tình hình chuyển giao tại Old Trafford. Có một điều chắc chắn, mức giá thầu mới nhất mà Hoàng gia Qatar đưa ra được báo chí xứ sương mù gọi là phi thường, vì họ muốn tránh trường hợp hóa mù ra mưa trong cuộc đua với Sir Jim Ratcliffe, vị tỷ phú bản địa cũng có ý định thâu tóm Manchester United. Vào tháng trước, có 3 vòng đấu thầu đã kết thúc và những đề nghị cao nhất mà nhà Glazers nhận được là 5 tỷ bảng tiền mặt từ Hoàng gia Qatar và 50% cổ phần trị giá hơn 2,5 tỷ bảng từ Sir Jim Ratcliffe. Cho đến cách đây vài giờ đồng hồ, tờ Sport Mail khẳng định Hoàng gia Qatar đã thêm 500 triệu bảng nữa so với đề nghị gần nhất, tức là 5,5 tỷ bảng để chấm dứt cuộc đấu thầu tốn nhiều giấy mực này. Theo dự đoán của giới chuyên môn, đáng lẽ chủ mới của Manchester United đã lộ diện từ tuần trước, nhưng vì đề nghị của Sir Jim Ratcliffe cao hơn một chút, nên nhà Glazer đã trì hoãn việc chuyển giao nhằm cho người Ả Rập thời gian suy nghĩ. Nói một cách trực diện, số tiền 5 tỷ bảng không khiến cho giới chủ Mỹ hài lòng, nhưng giờ thì tình thế có thể đang xoay chiều khi nó đã lên đến 5,5 tỷ bảng. Bên cạnh đó, sự khác biệt lớn giữa ý tưởng của Hoàng gia Qatar và Sir Jim Ratcliffe cũng nằm ở việc Manchester United sẽ được họ trả khoản nợ trị giá 1 tỷ bảng ngay lập tức và sẽ có thêm các gói đầu tư hoàn chỉnh trong khâu tu sửa sân vận động, sân tập, cơ sở vật chất nếu đội bóng được bán cho người Ả Rập, trong khi nó không thể xảy ra nếu Sir Jim Ratcliffe tiếp quản, thậm chí là ông ta cũng chỉ muốn mua lại 50% cổ phần của câu lạc bộ. Tuy nhiên, cũng có khả năng đề nghị 5,5 tỷ bảng của Hoàng gia Qatar chưa thể khiến nhà Glazers chấp nhận. Vì theo tờ Sport Mail, đề nghị mua lại 50% cổ phần của Sir Jim tương đương với gần 3 tỷ bảng. Nghĩa là nếu muốn chiến thắng ngay lập tức thì dân Ả Rập sẽ phải chi ra khoảng 6 tỷ bảng. Và lúc đó, tiền mặt sẽ thắng tiền chịu. Và thực tế là nhà Glazers cũng không còn muốn dây dưa quá lâu với Manchester United. Theo tờ The Times, sau khi bị từ chối mức giá 5 tỷ bảng, Hoàng gia Qatar với đại diện là Sheikh Yassim đã tốn 11 giờ đồng hồ liên tục để đàm phán với nhà Glazers và chấp nhận chi thêm nửa tỷ bảng nữa để chốt sổ thương vụ này, giống như thông tin từ tờ Sport Mail. Tuy vậy thì ấn phẩm thời gian trình bày thêm một vài chi tiết trong cuộc đấu thầu này liên quan đến Sir Jim Ratcliffe. Cụ thể, đúng là đề nghị mua lại 50% cổ phần của tỷ phú hóa dầu này trị giá gần 3 tỷ bảng, nhưng trước đó ông muốn mua lại toàn bộ 69% cổ phần của 6 anh chị em nhà Glazers. Mặc dù điều đó không đi đến đâu vì chỉ có 2 trong số 6 nhân vật người Mỹ mới miễn cưỡng tham gia giao dịch. Chính vì thế, đề nghị mua 50% cổ phần này sẽ giúp nhà Glazers vẫn còn dính dáng tới Man United. Chỉ có điều là họ sẽ không còn quyền điều hành tối cao. The Times nói rằng việc mua bán kiểu như thế này không dễ dàng do sự phân chia rất phức tạp về các loại cổ phiếu loại B có quyền biểu quyết mạnh mẽ và loại A trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Bởi vậy, chắc hẳn sẽ phải có nhiều cuộc đàm phán tiếp theo mới xác định được chủ mới của Man United là ai, khi có khoảng hơn chục nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phần tại đội bóng, dù nhà Glazers chiếm đến 69%. Cuối cùng là thông tin trên tờ Guardian. Hãng này nói rằng Hoàng gia Qatar không chỉ trả khoản nợ 1 tỷ bảng cho Man United mà còn tạo ra một quỹ riêng cho câu lạc bộ cũng như cộng đồng xung quanh. Bây giờ, việc nâng giá thêm 500 triệu bảng nữa để lời đề nghị mới nhất trở thành 5,5 tỷ bảng sẽ tiếp tục khiến cuộc đấu thầu này rơi vào tình trạng xung đột và chưa thể kết thúc trong một sớm một chiều. The Guardian cũng khẳng định nhà Glazers ngay từ đầu đã ủy quyền cho tập đoàn Rainy Group công bố mức giá mong muốn của họ rơi vào khoảng 6 tỷ bảng. Nghĩa là con số mới nhất từ Hoàng gia Qatar vẫn cách vạch đích khoảng 500 triệu bảng nữa. Trong khi sự mập mờ từ đề nghị của Sir Jim đang dấy lên những nghi ngờ vì họ chỉ nói đề nghị mua lại 50% cổ phần đó trị giá tương đương 6 tỷ bảng nếu mua 100%. Nghĩa là số tiền thực để mua nửa cổ phần
rơi vào khoảng 3 tỷ bảng. Dựa vào điểm này, nhà Glazers cương quyết khước từ con số 5 tỷ bảng từ Hoàng gia Qatar từ tuần trước. Bất chấp với số tiền đó, họ sẽ sở hữu một gia tài lớn và thương vụ mua bán cũng đạt mức cao nhất lịch sử. Nhưng nếu đề nghị cuối cùng là 5,5 tỷ hoặc thậm chí là 6 tỷ thì dĩ nhiên nó còn kỷ lục hơn nữa. Và quan trọng nhất là giới chủ Mỹ sẽ bào thêm được một khoản tiền siêu to khổng lồ so với đề nghị 5 tỷ bảng trước đây. Nói tóm lại, quý khán giả có thể hiểu tình hình chuyển giao tại Man United như sau. 1. Hoàng gia Qatar tăng thêm 500 triệu bảng so với đề nghị mới nhất. Tổng trị giá là 5,5 tỷ bảng tiền mặt để mua lại 100% cổ phần của Man United. Điều này sẽ khiến nhà Glazers cùng với hơn chục nhà đầu tư hiện hành bay màu ngay lập tức, không còn chút liên quan dính dáng gì đến đội chủ sân Old Trafford, nghĩa là người Ả Rập muốn Man United là của riêng họ, không chung đụng với bất cứ ai. 2. Đề nghị của Sir Jim Ratcliffe vẫn được cho là hấp dẫn hơn với 3 tỷ bảng để mua 50% cổ phần. Cùng với đó là hai anh em Joel và Avram Glazers vẫn có 20% cổ phần tại Man United. Nó không giúp họ giữ được quyền điều hành, nhưng rõ ràng vẫn là của để dành cho tương lai. 3. Nhà Glazers có khả năng muốn câu kéo để Hoàng gia Qatar trả đủ 6 tỷ bảng thì sẽ chấp nhận ngay đề nghị. Nhưng giờ thì ý định đó mới chỉ hoàn thành được một nửa khi đối tác Ả Rập mới tăng thêm 500 triệu bảng. Vì vậy, thời gian tới, chắc chắn chúng ta vẫn có thể nghe những tin tức kiểu như Sir Jim Ratcliffe chuẩn bị chiến thắng hoặc là tiến sát việc tiếp quản Man United. Nó giống như chiêu cá trích đỏ mà dân phương Tây thường sử dụng. Cá trích đỏ là một thuật ngữ tiếng Anh, chỉ một thứ gì đó được tạo ra với mục đích đánh lạc hướng, gây hiểu nhầm khi tranh luận, diễn giải một câu hỏi hoặc đề tài quan trọng. Nó thường được xem như một kiểu ngụy biện logic hoặc một thủ pháp văn học mà cố tình dẫn độc giả hoặc khán giả đến một kết luận sai. Cá trích đỏ có thể được sử dụng một cách có chủ ý như trong tiểu thuyết bí ẩn hoặc là một phần trong các bút pháp tu từ, ví dụ trong chính trị, hoặc có thể được sử dụng một cách vô tình khi tranh luận. Thuật ngữ này đã được phổ biến vào năm 1807 bởi nhà chính trị gia người Anh William Corbett. Ông đã kể một câu chuyện về việc sử dụng một con keeper, một con cá hun khói có mùi mạnh, để buộc chó săn đuổi theo thỏ rừng. Bây giờ, năm 2023, cá trích đỏ đang được nhà Glazer sử dụng như một siêu chiến thuật nhằm pressing Hoàng gia Qatar. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.